Xin chào tất cả các bác, cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh Đồ Nhật Thanh Huyền. Hôm nay thì Đồ Nhật Thanh Huyền xin được giới thiệu tới mọi người cái cách sử dụng một con nồi cơm cao tần Toshiba. Và cái dòng này thì nó rất là nhỏ gọn luôn, chỉ có 0,6 lít thôi các bác ạ. Model là RC-6XG, đó, nhỏ gọn xinh xắn. Bên ngoài thì shop đã dán dịch tiếng Việt giữa các nút rồi. Nhà bác nào mà nếu mà không phải mua hàng của shop thì có thể nhìn theo cái màn hình này, để có thể là mình biết được cách sử dụng cũng như là gì. Bên trong màn hình này thì shop đã dịch ra tiếng Việt rồi các bác ạ. Đó, dịch ra hết rồi các bác nhá. Bác nào mà chưa có thì có thể là chụp lại màn hình của shop. Tất cả các dòng nồi cơm của shop khi trước khi xuất đi thì đều có một cái tờ giấy dịch tiếng Việt này để các bác có thể tiện tra cứu. Bác nào mà không mua hàng của shop nhưng mà không có cái tờ hướng dẫn sử dụng thì các bác có thể liên hệ với shop. Shop sẽ hỗ trợ miễn phí các bác về cái phần dịch tiếng này nhá. Nó rất là đơn giản thôi. Một cái hãng nồi cơm thì nó có rất nhiều model, và mỗi một cái model thì nó lại có cái nút khác nhau. Nên là các bác cứ liên hệ với shop, shop sẽ hỗ trợ nhiệt tình luôn. Đây là shop đã cắm vào ổ điện 100V rồi các bác ạ. Cái nồi này nồi Nhật nguyên bản 100% các bác nhá. Nên chúng ta phải cắm qua điện 100V. Và để vì Việt Nam chúng ta là sử dụng điện 220V đúng không các bác? Nên là chúng ta phải cắm qua một cái bộ đổi nguồn. Cái bộ đổi nguồn này sẽ hạ thế từ điện 220V xuống chỉ còn 100V mà thôi. Về cái dòng nồi nhỏ gọn xinh xắn này thì chúng ta chỉ cần cắm qua một cái đổi nguồn là đổi nguồn 10A. Tối thiểu là 10A các bác nhé. Shop cũng có bán đổi nguồn hỗ trợ khách hàng. Đó, sau khi cắm vào thì chúng ta nhìn này, chúng ta có thể ấn menu. Đó, ấn vào chữ menu này thì nó sẽ hiển thị hết tất tần tật các chế độ ở bên trong. Các bác nhìn nhé, hàng dọc bên trái này, nó hơi bóng đúng không ạ? Là có ủ gạo trắng, gạo lứt. Đâu, xin lỗi, ủ gạo trắng, gạo không vo, và cuối cùng là gạo lứt. Hàng ngang là gạo lứt nảy mầm, gạo tạt, lên men bánh mì, bánh mì và bánh gato này, và trứng lòng đào. Còn bên trong này nữa thì nó có rất nhiều chế độ. Các bạn có thể là chọn ấn menu này. Hiện tại thì nó đang ở chế độ là nấu mềm các bác nhé. Thông thường shop mà nấu cơm thì thường chọn cái chế độ này và chúng ta ấn nút nấu. Thế là khoảng 65 phút sau là chúng ta sẽ có một cái nồi cơm mềm. Chế độ cơm là cơm mềm các bác nhé. Đó, và sau khi nấu xong hết một cái chu trình nấu này thì nồi sẽ tự chuyển sang chế độ ủ. Sẽ có một cái đèn ủ ở đây. Các bác có thể ấn chọn đây là chọn menu của cái hàng dọc này là ủ đây. Đấy, các bác thấy không ạ? Có cái đèn sáng lên là tức là đang ủ rồi đấy. Và trên màn hình này nó hiển thị cái thời gian, đây là 0 tiếng. Đã ủ được 0 tiếng. Nồi cơm của Nhật thì họ sẽ tính theo thời gian ủ là theo đơn vị là giờ, không phải là phút các bác nhé. Nên là trên này sẽ hiển thị là 0 giờ. Nếu như mà nó tròn được 1 tiếng rồi, 1 giờ đồng hồ thì nó sẽ nhảy lên là 1 giờ. Ok đúng không các bác? Đó. Và chúng ta có thể bắt đi này, hoặc có thể là chọn ủ gạo trắng này, gạo không vo, gạo lứt. Chúng ta sẽ chọn được hết ở đây. Cái menu ngoài cùng bên trái này là để chọn các thao tác của cái hàng dọc và hàng ngang. Đó, trứng lòng đào này nọ kia đấy, rất là dễ đúng không ạ? Lên men bánh mì 50 phút này là bánh mì đó, rất là dễ. Chúng ta chọn cái nào thì cho menu bên trái này có cái mũi tên này các bác nhé. Các bác nhìn rõ cái mũi tên không ạ? Nó hơi bóng ánh sáng ở bên ngoài vào, nên là nó chạy đến đâu thì chúng ta sẽ chọn cái nút nấu vào đấy. Thế là ok, xong tắt đi. Và menu đây là gì? Menu đây là cái chế độ của nấu. Nếu như chúng ta không muốn ăn cơm mềm mà chúng ta lại muốn ăn cơm cháy chẳng hạn thì chúng ta sẽ ấn thêm một lần nữa. Đấy, thì đây nó nhấp nháy đây nha các bác nhé. Nó nhấp nháy vào cái chế độ nào, tức là nồi sẽ được nấu ở chế độ đấy, và tức là chúng ta đã chọn chế độ đó và chúng ta ấn nút nấu thôi. Với chế độ cơm cháy của con nồi này thì là khoảng 70 phút là sẽ xong một nồi có cơm cháy các bác nhé. Cơm cháy này thì ra thì cái dòng nồi cơm Toshiba, cái chế độ nấu cơm cháy của nó thì sẽ không thể là vàng giòn nhiều như là cái dòng của hãng Tiger. Bởi vì mỗi một cái hãng nồi cơm thì họ sẽ hướng tới một cái công nghệ cao cấp, công nghệ đặc thù riêng biệt của hãng mình. Nên là
Toshiba cũng có cơm cháy, nhưng mà để mà nói cơm cháy của Toshiba thì nó sẽ không thể cháy của cái dòng này cao tần bình thường này, nó không thể cháy vàng rụm như là cái dòng mà có áp suất các bác nhé. Nó chỉ là hơi xém một xíu thôi. Đó. Và chúng ta tắt đi này. Và cái đồng hồ của cái con này thì vẫn còn pin các bác nhé, vẫn hiển thị là 15 giờ 46 phút. Đó, nó chỉ chênh một xíu so với giờ hiện tại 46 phút thì chúng ta có thể chỉnh giờ đây. Tiện đây thì shop sẽ hướng dẫn các bác chỉnh giờ của đồng hồ. Chúng ta ấn và giữ. Ấn và giữ này. Nút giờ. Đó, xong chuyển sang nút phút. Nếu mà chúng ta ấn và giữ liên tục thì nó sẽ nhảy là 10 phút một. Còn nếu như chúng ta bỏ ra ấn tay thế này thì nó sẽ làm từng 1 phút 1 nhé. Nếu mà chỉnh giờ thì chỉnh nút bên này luôn các bác nhé. Đó, rất là dễ đúng không ạ? Ấn nút tắt đi thì nó sẽ về với cái thời gian chúng ta vừa mới chọn xong. Đó. Và ngoài cái chế các chế độ nấu cơm như như shop đã liệt kê ở trên này thì cái nồi này có một cái chế độ nữa là chế độ hẹn giờ, như shop đã dán dịch tiếng Việt ở đây. Chúng ta chỉ việc ấn nút hẹn giờ. Hiện tại em đang để mặc định là 11 giờ, mà chúng ta bây giờ là buổi chiều rồi đúng không các bác? Buổi chiều rồi mà chúng ta sẽ muốn là khoảng 7 rưỡi tối là chúng ta có cơm ăn. 7 rưỡi tối tức là 19 giờ 30 phút đúng không các bác? Đó, 19 giờ 30 phút là có cơm ăn và chúng ta sẽ chọn ấn nút nấu. Và lúc này là gì? Nồi sẽ không hiển thị cái nút đỏ ở chế độ nấu nữa, mà nó sẽ hiển thị nút xanh ở chế độ ủ. Đâu, xin lỗi, ở chế độ hẹn giờ các bác nhìn thấy không ạ? Đó. Đấy, đèn nó hơi mờ một xíu vì nó bị ngược ánh sáng ở ngoài vào, nó sáng quá cơ. Đó. Và khi mà cái thời gian này ấy, là mình đặt cái thời gian chúng ta muốn có cơm để ăn các bác nhé. Có cơm để ăn nên là cái việc còn lại là sẽ do nồi sẽ tự lập lập mà chương trình để mà nấu cho chúng ta ăn. Ví dụ như là chúng ta vừa chọn là chế độ cơm cháy này thì khoảng 70 phút thì tầm đó thì tầm hơn 5 giờ gì đó, 6 giờ kém thì nồi sẽ bắt đầu nấu cơm. Thì lúc đấy là nồi sẽ tự chuyển sang chế độ nấu đèn đỏ ở đây. Bỏ cái đèn xanh ở chế độ hẹn giờ này đi, đúng không các bác? Đó. Và shop tắt đi này. Bây giờ shop sẽ chỉnh về cái chế độ nấu gạo trắng, nấu mềm cho các bác nhé. Đây là chế độ nấu nhanh này. Nhà bác nào mà vội không có thời gian để đợi được khoảng 1 tiếng có cái nồi cơm thì chúng ta có thể dùng cái chế độ nấu nhanh đấy. Đấy, đây là chế độ nấu mềm các bác nhé. Đó. Mọi chi tiết thì xin mời các bác liên hệ qua số điện thoại 0936 811 346 hoặc 0901 218 555. Shop đồ Nhật Thanh Huyền thì có bán hàng trực tiếp tại địa chỉ số 9 ngõ 114 đường Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. Và shop cũng có bán hàng qua Shopee, qua Zalo. Cảm ơn các bác đã theo dõi kênh Đồ Nhật Thanh Huyền. Nếu thấy video này hay và hữu ích thì xin các bác một like và ấn nút đăng ký ở phía dưới nhé, để shop càng có động lực làm những cái video hướng dẫn các con nồi, tất cả các con nồi cho các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.